Chào tất cả các anh em nha, mình là Thành ở Sóc Trăng. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cái kinh nghiệm của mình nuôi gà con và cái vaccine để anh em nuôi cho nó hiệu quả ha. Thì mình có nhận rất là nhiều cái tin nhắn của các anh em hỏi mình là sao gà con mà nó bị chết rất là nhiều, giai đoạn là từ 5 đến 15 ngày ha. Thì trước tiên thì mình nói về cái vaccine nha anh em, rồi sau rồi mình chia sẻ kinh nghiệm mình nuôi gà con với anh em. Thường á là vaccine á có rất là nhiều trại dùng vaccine ha anh em khác nhau, chứ mình không có bắt buộc là anh em dùng cái vaccine giống mình, tại vì mỗi trại nuôi á thì cái vaccine nó khác nhau chứ không giống nhau. Thì đối với mình á thì mình nuôi hơn 10 năm mà, mình nuôi gà hơn 10 năm rồi, mình tiêm cái vaccine ở cái trại của mình á là mình như sau ha anh em. Thì anh em nào có vaccine rồi thì anh em dùng vaccine của anh em, còn anh em nào chưa có vaccine á thì dùng cái vaccine của mình thử ha, mình xài rất là hiệu quả. Thì đối với mình á thì mình dùng 8 loại vaccine, mình nuôi gà lâu quá thì mình dùng 8 loại, còn mình nuôi gà bán thịt thì mình dùng có 7 loại thôi. Thì cái vaccine thứ nhất là vaccine 1 ngày tuổi, khi gà anh em bắt về thì anh em tiêm một mũi Marest ha. Thường thì những cái trang trại lớn người ta bán gà cho anh em, người ta có tiêm sẵn cho anh em một mũi Marest rồi. Thì đối với gà của mình nuôi ở nhà đó, gà của mình tự đổ ra thì mình ngày xuống ổ đầu tiên ha, thì mình tiêm Marest. Tất cả các loại thuốc tiêm thì đối với mình thì mình mua thuốc nhỏ họng ha anh em, nhỏ họng nè, nhỏ mũi nè, nhỏ mắt là chỉ có một loại đó, tại vì nhỏ ở đâu thì nó cũng nhỏ mắt, nhỏ mũi thì nó cũng chảy xuống họng, cho nên là mình nhỏ họng ha. Hoặc là anh em muốn nhanh nữa thì anh em nhúng pha xong một cái vaccine xong rồi anh em cắm cái mỏ gà xuống cho ngập mũi nha. Đối với mình thì mình nhỏ cho nó đạt, cho nó đều đàn gà. Vaccine anh em lưu ý là nhỏ pha đúng liều nha. Một hũ vaccine là pha được 100 con, anh em tiêm đúng liều, đừng có tiêm quá liều. Quá liều thì con gà của mình nó sẽ si, nó sẽ bị tiêu chảy, ủ rũ, nó bỏ ăn á. Mình tiêm vừa liều thôi. Một ngày thì mình dùng Marest ha, 3 ngày thì Newcastle lần 1, 7 ngày thì combo đậu lần 1, 14 ngày combo đậu lần 2, 21 ngày Newcastle lần 3, 28 ngày combo đậu lần 3, 49 ngày dịch tả. Thì mình đọc lại một lần nữa chậm cho anh em ghi ha. Một ngày là mình dùng Marest, 3 ngày là Newcastle lần 1, 7 ngày là combo đậu lần 1, 14 ngày là combo đậu lần 2, 21 ngày Newcastle lần 2, 28 ngày combo đậu lần 3, 49 ngày dịch tả. Còn đây là cái vaccine gà thịt nha anh em, tại vì khi mình nuôi gà thịt thì tầm 60 ngày là có thể là anh em xuất chuồng nuôi là ngày nuôi đêm á, cho ăn ngày ăn đêm á. Thường thường là ta nuôi số lượng nhiều là ta cho ăn ngày ăn đêm, 60 ngày là xuất chuồng ha. Thì nếu như anh em mà nuôi gà đá thêm thì 60 ngày anh em tiêm thêm một mũi nữa, đó là tủ trùng anh em ha. Thì nhiều anh em thích tiêm hơn là thích nhỏ, thì anh em hỏi tiêm ở đâu, tiêm ở vị trí nào, thì mình trả lời cho anh em là thứ nhất là anh em tiêm đùi, tiêm bắp thịt đùi ha, hai là bắp cánh, ba là tiêm ở da cổ. Có cái vaccine á, tại sao người ta tiêm vaccine anh em? Tại vì cái vaccine này nó ngừa được cái giai đoạn bệnh gà. Ví dụ mình nói ngừa Marest thì con gà của mình nó sẽ hạn chế bị ha anh em, bệnh Marest. Ngừa combo đậu để làm chi? Để gà của mình nó hạn chế bị bệnh đậu. Cái dịch tả và cái tủ trùng là nó quan trọng nhất. Tại vì khi mà anh em không ngừa dịch tả thì đến lúc xảy ra dịch tả thì mình không có trị được ha. Tại vì dịch tả thì nó không có thuốc trị, cho nên là mình nuôi số lượng nhiều, anh em đừng có nuôi hên xui. Mình nên tiêm vaccine cho nó để cho nó an toàn. Anh em tiêm hai lần
vaccine thôi, là dịch tả với lại tụ huyết trùng cũng được. Còn những cái bệnh mà thông thường á, thì có thuốc trị anh em ha. Thì mình muốn nuôi cho ổn thì mình nên tiêm cho nó, đừng có anh em đừng nuôi hên xui. Nuôi hên xui đến khi mà gà mắc bệnh rồi anh em gầu lắm, mua thuốc rồi trị đồ nó hao hụt dữ lắm. Cho nên là mình phải tiêm vaccine đi nha, đừng nuôi hên xui. Rồi mình nói qua cái phần vaccine rồi, thì mình xin chia sẻ cái cách ống gà của mình đến anh em để anh em nuôi cho nó đạt hiệu quả ha. Gà con thì thường là nó chết nhiều lắm, nó chết ở giai đoạn từ 5 ngày đến 15 ngày tuổi, thì nó cứ rút hoài, nó khô chân, đúng không anh em? Bị ủ rũ nè, khô chân nè, rồi nó ăn kém, bầu diều nó hơi ha, anh em bị mấy vấn đề đó rồi nó chết từ từ. Thì mình xin chia sẻ với anh em cái vấn đề về ấm gà, là cái thứ nhất là cái độ ấm. Anh em nên lưu ý nha, con gà con á, nó không có mẹ thì nó phải cần cái độ ấm. Cái độ ấm nó như thế nào là đạt? Thì đối với bản thân mình á, có kinh nghiệm, đối với những người có kinh nghiệm mình xin chia sẻ cho anh em nha. Đối với những người có kinh nghiệm thì người ta ấm gà, người ta không có cần cái đo độ. Tại vì cái chuồng của người ta mình thiết kế là ấm mà thoáng. Để làm chi? Để cho con gà nó không, cái thứ nhất là nó đủ độ ấm. Nó có ấm thì nó đủ độ ấm. Cái thứ hai, gió không lọt vô được nhưng mà nó thấm, nó thoáng. Tại sao mà gió không lọt vô được mà nó thoáng? Mưa gió không lọt vô được mà lại nó thoáng, là cái chuồng anh em phải xây cao lên. Phải xây cao lên trên 2 mét để cho cái chuồng nó thoáng, nó không có ngợp ha. Thì đối với những người người ta có kinh nghiệm, người ta nuôi, có thể là người ta không cần cái nhiệt độ đo, có thể là đốt đèn là người ta biết được, người ta canh được cái nhiệt độ để cho người con nó đủ ấm rồi. Còn nếu như mà anh em mới nuôi á, anh em không có kinh nghiệm thì anh em nên mua một cái nhiệt kế nha. Để làm chi? Để mình để ông chổng, đến khi nào cái nhiệt độ của nó tăng quá thì nó tự động nó tắt điện ha. Cái nhiệt kế đó để câu vô để bóng đèn luôn. Gà con thì nó cần độ ấm từ 33 đến 35 độ. Thì trong cái độ ấm này thì gà nó rất là lớn nhanh, nó ăn khỏe. Anh em hiểu không? Nóng ấm quá, ấm đúng độ của nó thì nó ăn rất là khỏe, nó màu lớn. Còn anh em mà xong mà để nó bóng đèn mà nó nóng quá thì làm cho con gà nó bị nóng, thì cái hơi ẩm nó bốc lên, anh em hiểu không? Cái hơi ẩm ở dưới đất nó bốc lên thì làm sao? Thì con gà của mình nó sẽ dễ bị bệnh hô hấp. Có thể cái chuồng của anh em kín quá, thấp quá thì con gà của mình nó sẽ thiếu oxy, nó sẽ dẫn đến hô hấp, bị bệnh tiêu chảy ha, khô chân, đó là vấn đề bình thường. Lạnh quá thì con gà nó sẽ cũng bỏ ăn và nó ủ rũ, nó chết rất là nhiều. Gà lạnh thiếu độ ấm nó sẽ không ăn, lạnh quá nó cũng không ăn, mà nóng quá nó cũng đâu ăn được đâu, nó ngợp quá mà. Cho nên tốt nhất cái độ ấm là nó chiếm 50% nha anh em. Nếu như anh em canh độ ấm gà không có chuẩn, gà từ 1 ngày đến 15 ngày tuổi là giữ nhiệt độ từ 33 đến 35 độ. Cho nên là anh em cố gắng mua cái nhiệt kế để mình đo độ cho canh sao cho nó chuẩn cái độ ấm, để cho gà nó không bị khô chân, nó không bị bệnh hô hấp, thì anh em nuôi nó có thể là ok rồi đó, một phần rồi đó. Cái tiếp theo, mình nói cái tiếp theo cho anh em hiểu là cái nguồn nước. Quan trọng là chỉ có 3 thứ thôi: độ ấm, ánh sáng. Độ ấm với ánh sáng nha, nguồn nước, thức ăn. Với lại độ ấm, ánh sáng, nguồn nước, thức ăn. Thuốc là chỉ có tác dụng phụ thôi. Anh em độ ấm, sáng, thức ăn, nước uống,
Thuốc là chỉ tác dụng phụ thôi. Nhiều anh em hỏi mình thuốc ấm, thuốc ấm thì nó ấm chỉ có hai loại thôi, loại mình dùng chỉ có hai loại thôi, ấm gà và vitamin C anh em ha. Nguồn nước thì anh em nên sử dụng nước cây nước nè, nước cây nước là nước giếng nè, hoặc là nước giếng ha, nước cây nước, nước giếng, nước suối. Anh em không nên dùng nước mương, nước sông. Nếu anh em muốn dùng nước mương với nước sông thì anh em phải nấu chín đun sôi để nguội, tại vì cái con gà con cái hệ tiêu hóa nó rất là thấp, anh em cho uống nước phải sạch. Cái nước ở dưới sông nhiều khi con đọt và động vật này chuột hay là gà đổ chết cho ít nổi, rồi anh em nước ngay chăn chỗ đó, khu vực đó bị nhiễm rồi anh em cho nó uống là nó lây nguyên đàn gà của anh em luôn ha. Gà con này nó sức đề kháng nó rất là yếu, cho nên là nước là mình phải kỹ. Nước với thức ăn là 40% nha anh em, còn độ sáng độ ấm là 50%. Cái thuốc nó chỉ có tác dụng cho kích thích cho gà nó ăn thôi, nó khỏe thôi. Còn mình nuôi á, mà mình còn cái cuối cùng nó quan trọng là cái khâu vệ sinh anh em, vệ sinh gà. Tại vì khi mình kết hợp nhiều yếu tố lại mình nuôi gà con mới đạt. Tại vì khi mình anh em ấm gà đi ha, anh em không vệ sinh lâu ngày thì sao? Anh em nghĩ gà nó đi phân xuống chấu, anh em muốn chấu mà chuồng anh em không vệ sinh lâu ngày, khi con gà nó đã bị yếu rồi, nó mạnh á, thì nó có thể lướt qua được ha. Khi phân nó ỉ là ở trên chấu nhiều ngày rồi, nó sẽ có cái độ ẩm, cái độ ẩm trên phân của con gà nó hít vô. Cái thứ nhất là nó bị bệnh phổi, nó không ăn, nó xảy ra nhiều bệnh vi khuẩn khác. Tại vì phân mà nó nhiều quá trời, anh em không diệt khuẩn, nó không vệ sinh chuồng trại sạch sẽ thì nó sẽ bị thôi, nó sẽ bị bệnh đường hô hấp hay là kén ăn. Cho nên là mình phải vệ sinh thường xuyên cái chuồng. Nguồn nước phải đảm bảo sạch, độ ấm phải ok là mình nuôi rất là đạt. Còn chưa gì hết trơn, anh em cứ gấp, anh em đem ra chuồng sàn sớm, là chuồng sàn sớm là gà của mình nó sẽ đi sớm. Tại vì chuồng sàn anh em phải làm sao cho đủ độ ấm, còn chuồng sàn không đủ độ ấm thì gà sẽ lạnh chân anh em ha. Thì hôm nay thì mình chia sẻ cho anh em đến đây là cũng cái cách mình nuôi là cũng hoàn hảo rồi đó nè. Thì anh em cứ áp dụng mà nuôi ha. Chuồng thì phải cho thoáng nhưng mà đủ độ ấm, nước uống phải sạch, thức ăn phải đảm bảo sạch, khâu vệ sinh phải cho tốt, thì mình nuôi vậy là ok. Cái số điện thoại của mình là 0983372684. Thì qua thời gian làm YouTube thì mình có tạo một cái group ha, để cho anh em vào trong group chăn nuôi á, anh em kết bạn Zalo mình. Mình đưa anh em vào trong cái group chăn nuôi để khi mà gà anh em mắc bệnh thì anh em rất là có lợi, anh em chia sẻ lên đó. Thì toàn là những người chăn nuôi không, từ người mới nuôi cho đến người nuôi có kinh nghiệm, thì họ sẽ giúp cho anh em. Bên cạnh đó thì có mình cùng đồng hành ha, mình chia sẻ cái kỹ thuật của mình, cái kinh nghiệm của mình nuôi lâu năm đến với anh em. Khi anh em cần thuốc trị bệnh gà gì đó thì anh em cứ nhắn lên ha, thì anh em trong group nhiệt tình chia sẻ cho anh em. Rồi cảm ơn tất cả các anh em theo dõi nha, anh em nào chưa đăng ký kênh đăng ký ủng hộ giúp mình nha, để mình có động lực mình làm nhiều cái video khác cho anh em tham khảo ha. Rồi chào tất cả anh em.